Đâu chưa? Rồi. Công ty quảng lợi sẽ hướng dẫn cách sửa lỗi răng ken con 2002N. Đầu tiên ta tháo 4 con ốc ở các vị trí 1, 2, 3, 4. Sau khi tháo xong thì tháo tay vào 2 cái lỗ này, lắc lắc nhất ra. Sau đó ta đẩy, bật cái này lên, nhấc ra. Tiếp đó ta tháo 2 con ốc ở vị trí 1, 2. Ta để cái nãy ở đây này. Đẩy cái nãy lên. Đây là vị trí thứ nhất, một cái nãy. Đó. Vị trí nãy thứ hai. Đây, nhìn vào trong. 1. Ngoài đây nữa, vị trí đây nữa, 3, 4, đó. Tiếp đó ta dùng tay, dùng lực ấn vào cái nắp, đây nữa, 3, 4, sau đó nhấc lên, ok. Thôi giờ mình quay sang bên này đi. Tiếp đó ta đến dàn ken. Trong dàn ken này ta có thể kiểm tra là có thể bôi silicone vào cái trục chuyển động chính là cách thứ nhất. Cách thứ hai theo service của hãng là ta nhấc dàn ken lên, đó, nhấc dàn ken và căn chỉnh hai cái lò xo, nhất là kéo giãn nó ra, kéo giãn căng thêm tầm 0,5 cm. Cách thứ hai cách thứ hai ta điều chỉnh miếng nhựa màu trắng trên dàn ken, điều chỉnh miếng nhựa màu trắng trên dàn ken. Nếu dàn ken bị lệch, miếng nhựa màu trắng bị lệch thì là cái dây cora kéo sẽ bị méo hình, đó sẽ làm cho bản in nó bị nhòe và bị dài. Ta điều chỉnh miếng nhựa màu trắng này sao cho vị trí nó thật thẳng hàng. Đó. Và căng hai cái lò xo. Mỗi cái lò xo tăng thêm 0,5 cm. Sau khi căn chỉnh xong, ta lắp lại ở vị trí ban đầu. Sau khi căn chỉnh xong, ta sẽ lắp lại dàn ken và thực hiện thao tác test bản in nó bị lỗi như ban đầu không. Kết thúc. Xin cảm ơn anh. Dàn ken. Từ từ xong lại lần lại lần nữa. Bây giờ lắp. Lắp lại đi, thao tác như thế thôi.
thao tác ngược lại. Lắp lại toàn bộ thao tác lắp thì sẽ làm ngược lại như quá trình ban đầu. Ban đầu là nắp. Sau đây là phần lắp lại phần ken. Ta chỉ việc đặt dàn ken lên vị trí ban đầu và ấn nẫy xuống. 1 nẫy, 2 nẫy, 3 nẫy, 4 nẫy, 5 nẫy. Tất cả là 5 vị trí nẫy. Vị trí sau là 6. Sao? Công việc phá máy của chúng tôi. Đến đây đã xong. Dẫn bất chụp ảnh không để chỉ chụp cho nào. Thôi em không thích đâu. Không, xong. Đứng, đứng một lại đứng yên đi. Không, em